Trở lại với các thông tin liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì rất nhiều người hoang mang bởi thông tin là có thể có trường hợp thời gian ủ bệnh cá biệt lên đến 24 ngày và nhiều người đã cảm thấy sợ hãi trước thông tin này. Tuy nhiên, hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện không xem xét thay đổi khuyến cáo về thời gian cách ly là 14 ngày như thông báo trước đây. Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện theo dõi theo đúng những quy định và khuyến cáo của WHO. Giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn của Trung tâm Đáp ứng Dịch Khẩn cấp Bộ Y tế cho biết, virus corona mới gây ra dịch viêm phổi cấp có đặc tính giống như virus SARS tới 90%. Cho đến nay, thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể kéo dài lên đến 14 ngày. Virus này còn có thể lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh, khi người mang mầm bệnh chưa có triệu chứng gì vẫn có thể truyền bệnh cho người khác. Ông Phu cho biết thời gian ủ bệnh tối đa 14 ngày được đưa ra là dựa theo những nghiên cứu cùng với những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Trung Quốc, cũng có một số công trình nghiên cứu cho rằng thời gian ủ bệnh của COVID-19 chủng mới có thể dài hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, những thông tin đó vẫn chỉ là nghiên cứu mang tính đơn lẻ và cá nhân. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang tuân thủ theo những khuyến cáo của WHO là nguồn tin chính thống nhất.